Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì tiếp theo trong series về giới thiệu những chiếc máy quét ma vật, thì hôm nay em xin giới thiệu đến với mọi người một chiếc máy quét ma vật đến từ hãng Honeywell. Thì Honeywell đó là một hãng sản xuất những thiết bị mã số ma vật rất nổi tiếng của Mỹ và rất được thông dụng ở Việt Nam và rất được ưa chuộng. Thì model em xin giới thiệu với mọi người đó là 1950GSR. Thì 1950GSR đây là một cái dòng thay thế cho model cũ trước đây đó là 1900GSR. Thì tiếp theo em xin tập hợp và cũng như là giới thiệu thêm một số tính năng cho mọi người hiểu rõ hơn và biết hơn nó có cải tiến những gì và nó có những cái chức năng tính năng gì nổi bật so với cái kiểu dòng cũ. Rồi thì đây là chiếc máy đang còn nguyên siêu luôn nha mọi người. Thì bên em vừa mới được nhận về cái là em sẽ thực hiện review ngay để cho mọi người có thêm những cái kiến thức và có những cái thông tin hữu ích hơn về những chiếc máy quét ma vật. Tại vì hiện tại giờ là những chiếc máy quét ma vật đã đang có rất nhiều công dụng và giúp ích mình rất nhiều trong cái những công việc ví dụ như là bán hàng hay là kho bãi xử lý chân của mình. Thì đầu tiên bên trong máy đầu tiên là có một dây USB. Theo thông số hàng thì cái sợi dây cáp này dài đến 3 mét nha mọi người. Đây, sợi dây cáp USB, một đầu USB và một đầu RJ45. Đầu USB mình có thể là kết nối với máy tính, còn đầu RJ45 này là mình kết nối trực tiếp với là máy quét. Rồi. Bên trong máy đó là thân máy, tiếp theo đó là thân máy. Rồi, để em mở xa ra bởi vì hơn để cho mọi người xem được cái hình dáng của nó. Nếu như mọi người có đã sử dụng về chiếc máy quét 1900GSR thì nếu mà nhìn qua 1950GSR mọi người có thể là thấy cái điểm khác biệt đầu tiên đó là nhà sản xuất thay đổi màu. Những cái màu trước là nó có màu đen, giờ nó chuyển thành màu trắng. Và cái thứ hai đó là mọi người có thể thấy là phía trước cái đầu quét mà cửa sổ quét mà vật thì lớp cao su được bọc là cứng hơn và mình cảm giác nó chắc chắn hơn để bảo vệ được cái cửa sổ độc của máy đó, mọi người có thể nhìn. Thứ ba đó là mình có thể thấy là máy là cầm rất là vừa tay, rất là thuận tiện cho cái việc cầm và xử lý quét tính tiền, thanh toán tiền cho khách hàng. Đây là một số cái ưu điểm nổi bật của máy. Rồi còn phía sau cổng kết nối thì cũng được bọc một lớp cao su, em theo nhận định là cũng chắc chắn và bền hơn, đảm bảo được cho cái quá trình sử dụng tránh hư hại hơn. Đây, phần như thế. Thì theo thông số của hàng thì chiếc máy quét 1950GSR này thì có độ bền rất tương đối là cao. Thì bên hàng có đã test trên thì nếu các bạn để rơi từ độ cao 0,5m xuống dưới đất thì có thể là rơi 1.000 lần, bên hàng đã test mà không hề ấn gì. Nếu mà độ cao 1,8m rơi xuống thì có thể đảm bảo rơi được trong vòng 50 lần mà máy vẫn có thể là hoạt động rất là ổn tốt. Đi kèm với máy mặt bình ban đầu đó là cổng kết nối bằng USB. Còn nhưng là nếu các bạn muốn có những cái option thêm thì mình có thể là lựa chọn thêm một số cái cổng kết nối của máy, đó là cổng RS232, RS485. Thì theo nhiều cái sự lựa chọn khác nhau để cho mình có thể có những cái sự kết nối khác nhau. Bây giờ em xin đó là cắm máy quét và cũng như là test thử một số mã vật để mình kiểm tra được cái tốc độ quét cũng như là cái độ nhạy của máy. GSR đây là một phiên bản 2D nha mọi người, có công nghệ xử lý này nên mình có thể được quét được mã vật 1D và những cái mã sọc và mã vật 2D. Mã vật 2D thì trong đó bao gồm là data matrix hoặc là mã QR code thì mình có thể là thường thấy là những cái mã giống hình vuông, giống mã Zalo của mình, đó cách nhận biết. Đặc biệt là với công nghệ xử lý nền rất tốt này thì mình có thể là quét được trên màn hình iPad, điện thoại hoặc là rất nhiều cái màn hình máy tính. Bây giờ em xin test thử một số cái mã vật mà em đã chuẩn bị trước từ đây cho mọi người. Đây, máy kèm thế tiếng kêu, đây là nhớ tiếng kêu đó là nó đã quét thành công nha. Rồi em đang thử quét một cái mã vật trên cái màn hình công này, chai lò này. Màn hình này có nhỏ hơn rất nhiều này. Thì đây là dưới này là mã 1D này. Còn trên này là mã 2D nha mọi người. Nếu mình đưa vào đúng tiêu cự của máy rồi thì máy quét rất là nhanh và độc, xử lý rất là tốt.
thử thêm một vài cái sản phẩm khác nhau, có thể là những cái mã vận đơn mình mua Shopee, Lazada hay trên các trang thương mại điện tử. Đó, mọi người có thể để máy và xử lý rất là tốt. Đây thì em sử dụng một cái mã vật em quay lại đó, mọi người có thể thấy là đây là cái mã vật thế giới mã vật .com, đường link trong web của công ty em, nó thì nó sẽ sổ lên trên màn hình cho mình xem nha. Vừa rồi em đã tiến hành test thử cũng như là quét thử cho mọi người xem về cái khả năng đọc của chiếc máy 1950GSR này của hãng Honeywell. Thì nếu mà người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm về những dòng máy in mã vật, máy quét mã vật thì mọi người có thể liên hệ tới số hotline của công ty Thế giới mã vật 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thế giới mã vật .com. Nếu thấy mọi người thấy video này hữu ích, mọi người có thể là nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế giới mã vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.